huyết thanh collagen tươi xóa nếp nhăn thần tốc. Collagen được xem là một thành phần quan trọng trong việc giữ cho làn da luôn săn chắc và đàn hồi. Nhưng khi tuổi càng tăng thì sự sản sinh collagen sẽ dần giảm đi và dẫn đến hiện tượng lão hóa da. Lúc này da bắt đầu xuất hiện nhiều nếp nhăn và mất đi tính đàn hồi. Vì vậy, chúng ta cũng nên thường xuyên cung cấp collagen khi bước vào tuổi trung niên. Và collagen có thể cung cấp dưới các hình thức như thức ăn, thực phẩm bổ sung collagen và các loại mỹ phẩm serum có thành phần tổng hợp, cung cấp collagen cao để ngăn ngừa hiện tượng lão hóa cho da và cơ thể luôn săn chắc. Công ty dược mỹ phẩm Wisly hiểu được vấn đề này của làn da nên đã ra đời một công thức nghiên cứu tổ hợp collagen thế hệ mới với tính năng đột phá, hiệu quả xóa nếp nhăn thần tốc, kích thích tế bào khỏe mạnh, cho một làn da căng bước tươi trẻ tràn đầy sức sống. Không những vậy mà huyết thanh collagen tươi 360 độ còn giúp kéo dài thời gian của những làn da tiêm bồ tốc và ngăn ngừa lão hóa tuyệt đối. Hiệu quả đột phá của huyết thanh collagen tươi 360 độ đã mang về giải thưởng lớn cho công ty Whistline. Một lần nữa được Mary Claire Skin UK Award 2022 bình chọn là Luxury Serum của năm.